quyền, ông bà tổ tiên dòng tộc quá vãng sớm siêu sanh tịnh độ. Và đi đây ý nghĩa của hoa đăng, chúng ta cầu cho thế giới hòa bình, chúng ta cầu cho chúng sanh an lạc, chúng ta cầu cho con cháu dòng miền kiếp luôn luôn được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và luôn luôn nghĩ đến tổ tông ông bà. Chúng con xin mời quý sư cô và ông ô khởi tâm niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư và ông ô truyền đăng trước ánh sáng từ ông bà tổ tiên đến những hoa đăng, và xong những hoa đăng đó được truyền lại cho từng toàn thể con cháu chúng ta. Tứ đường nguyện viên
ông thả xuống cho nghĩ cái bao nữa. Nghĩ nghĩ tỷ niệm cái gì nghĩ để em niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
Và bây giờ xin